Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Bộ Phim TV và mình là Trần Thảo. Thì trong nước hoa khi mà nhắc đến thương hiệu Yves Saint Laurent, không biết là các bạn sẽ nghĩ ngay đến là dòng nước hoa nào đầu tiên. Thì Thảo nghĩ là các bạn sẽ nghĩ đến đó là Black Opium hoặc là Mint Paris. Nhưng mà ở trong tập này dòng mà Thảo muốn nhắc đến đó là Yves Saint Laurent Leaf. Nhưng mà phiên bản mới nhất, phiên bản Eau de Toilette, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem phiên bản mới nhất này có gì đặc biệt nha. Và tên thương hiệu nếu như mà đọc đúng theo tiếng Pháp á, là đọc là Yves Saint Laurent. Nhưng mà Thảo nghĩ là Thảo không có đủ tự tin để mà phát âm đúng theo tiếng Pháp, cho nên là Thảo sẽ gọi cho nước hoa này theo tên phân thân mật mà tụi mình hay gọi là YSL ha. Thì YSL Lip thì theo tiếng Việt mình có nghĩa là tự do. Thì Thảo nghĩ là đây cũng là điều mà nhà sản xuất mong muốn á, là ý là muốn ra thông điệp là đây là chai nước hoa mà đại diện cho một người phụ nữ tự do, độc lập, quyến rũ và rất là có sức hút nữa. Thì khi mà nhắc đến chai Yves Saint Laurent này á, Thảo có một kỷ niệm khá là đẹp. Là lần trước Thảo cũng có vô tình đi xuống dưới cửa hàng của Number Film á, thì Thảo thấy có một chị khách hàng đó đến mà hỏi cái chai Leaf này nè. Nhưng mà thật sự rất là không có may cho chị đó là khi mà hàng của cái dòng này về là cứ sold out liên tục, cho nên thành ra là cửa hàng không có mẫu thử. Thế là chị này cũng kiểu đắn đo, xong rồi chị cũng đi một vòng hết một quầy nước hoa nữ và thử rất là nhiều, và cuối cùng chị vẫn quyết định chốt ngay chai Yves Saint Laurent là Leaf mà phiên bản Eau de Toilette này, bởi vì chị rất là thích thiết kế của chai này. Thì Thảo cũng nói sơ qua thì đây là dòng mới hoàn toàn của nhà Yves Saint Laurent, được ra mắt vào năm 2021. Thì đây cũng được xem như là bản flanker thứ hai sau chai gốc là Yves Saint Laurent Eau de Parfum, được ra mắt vào năm 2019. Thì đây là bản gốc nè mọi người. Còn đây là bản flanker thứ hai là Eau de Toilette. Còn bản flanker đầu tiên á, là được ra mắt vào năm 2020, thì cũng được thì đó có tên là Yves Saint Laurent Lip Intense đó. Nhưng mà hôm nay mình chỉ tập trung vào phiên bản mới nhất so với bản gốc thôi ha. Thì sau cái kỷ niệm đẹp đó là Thảo biết ngay đến là sức hút và cái sự thiết kế rất là đẹp đẽ của chai nước hoa này đã thu hút rất là một lượng khách hàng rất là lớn, và đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta. Nhưng mà khi mà nhắc đến flanker thì Thảo nghĩ là mình cũng ít có ai nhắc đến về thiết kế lắm, bởi vì flanker thì vẫn giữ nguyên thiết kế của bản gốc, chỉ có thay đổi về mùi hương và thành phần của bản mùi hương mà thôi. Tuy nhiên khi mà nhắc đến chai Leaf này mà không có nghĩ qua cái phần thiết kế thì Thảo nghĩ khá là đáng tiếc á. Thì chúng ta nói sơ qua phần thiết kế thì Thảo thấy phần thiết kế mà nhà sản xuất mà lồng ghép vô rất là tinh xảo về tên của chai nước hoa là YSL á, vào trong thân chai bằng thủy tinh trong suốt này rất là đẹp luôn, rất là tinh xảo luôn. Thì ở chai nước hoa này và Thảo sẽ không có dùng từ là sang trọng như mọi khi nữa, mà Thảo phải dùng từ là đẳng cấp, là một sự khác biệt, là một sự bứt phá luôn. Thì khi mà cầm cái chai nước hoa này lên á, là với cái nắp màu đen thêm cái thân, cái cổ chai có mấy cái viền gọi là giống như vòng cổ vậy đó, bằng vàng, thì Thảo nghĩ á, đây là một giống như là một phiên bản thu nhỏ của một bữa tiệc xa hoa lộng lẫy giữa rất là nhiều ánh đèn, chùm đèn bằng vàng như vậy nè, rất là đẹp đúng không mọi người? Và đó là phần thiết kế. Còn bây giờ đến phần rất là quan trọng là mùi hương. Nhưng mà mọi người ơi, Thảo có một chuẩn bị. Cái đây là chai của Hào Gaga Thảo mượn để quay vlog là chính nha. Nhưng mà thực chất đó là Thảo xịt ké là 10, cho nên là Thảo nghĩ là chắc là Thảo quay xịt cho đã đi rồi tí trả sao cũng được. Ủa, mắc gì mày mới mua chai này xong tự nhiên cái gì lát cô Thảo xịt là Thảo? Thì lỡ mượn rồi. Đưa đây. Lỡ mượn rồi xịt luôn. Mùi hương của chai YSL Leaf phiên bản Eau de Toilette này nè thì mang mùi hương của hương hoa phương đông, thì cũng là oải hương là nguyên liệu chính. Mà ở phiên bản Eau de Toilette này thì Thảo cảm giác như là mùi phấn hoa nhiều hơn, nhưng mà cũng có sự góp mặt của các chị em trong nhóm hương hoa trắng, ví dụ như là hoa cam này, hoa nhài, và cuối cùng là chúng ta cũng có là cam bergamot, vani, rồi xả hương nữa. Và cảm giác như mùi hương của phiên bản Eau de Toilette này là có phần là nhẹ nhàng nè, tươi mới hơn so với là bản gốc. Thì chúng ta cũng có thể nói là phiên bản Eau de Toilette này là một vị cứu tinh. Thì tại vì Thảo cũng có vô tình đọc những lượt comment, những cái lượt review của các bạn ở trên
website mà để mà review chai này nè, thì hầu như là Thảo đều thấy các bạn đều rất là khen mùi hương của chai gốc Eau de Parfum. Tuy nhiên á, là có phần là nó hơi kén về mặt thời gian, không gian, địa điểm. Ví dụ như là mình có thể xài phiên bản Eau de Parfum này, nhưng mà mình chỉ xài ở ví dụ như là trời se lạnh vào cuối năm nè, buổi tiệc vào buổi tối. Còn ví dụ mà mình xài vào mùa hè hoặc là ban ngày thì nó rất là gọi là rất là mạo hiểm luôn. Thì khi mà chai Eau de Toilette này ra đời á, thì Thảo nghĩ là sẽ giúp gọi là cứu cánh cho rất là nhiều chị em thích mùi hương này, nhưng mà mình ngại mình không có sử dụng được lâu. Còn riêng Thảo á, thì Thảo cũng có chia sẻ là đối với cơ địa mà không có bám mùi được lâu như Thảo thì Thảo vẫn thích mùi hương đậm đà hơn. Còn so với Eau de Toilette á, thì Thảo nghĩ là cũng không có gì khác biệt hết á, chẳng qua là mình cũng có thể sử dụng hai chai này luôn. Thì Eau de Parfum sử dụng cho ban đêm, còn bản Eau de Toilette thì sử dụng cho buổi sáng, bởi vì mỗi bản đều có một màu sắc và một cá tính riêng hết. Thì bản Eau de Toilette á, thì mùi hương nhẹ nhàng nè, thoang thoảng và thướt tha dịu dàng hơn. Còn bản Eau de Parfum á, thì mình sẽ cảm nhận được mùi hương nó rõ nét và đậm đà hơn. Thì tùy vào sở thích cũng giống như là địa điểm, không gian mà các chị em mình lựa chọn để cho phù hợp nha. Và như Thảo đã nói ở trên đó là về phong cách cũng như là đối tượng mà nhà YSL mà phiên bản Live Eau de Toilette này nhắm đến là nhắm đến những cô gái mà có tức là về sự tự tin nè, sự tự do, độc lập. Thì khi mà bạn xịt nước hoa này lên và cộng thêm cái thần thái của mình nữa thì chắc chắn là mọi người xung quanh bạn cũng sẽ bị thu hút bởi mùi hương này. Thì theo Thảo xài em này á, thì Thảo có cảm nhận là cái độ mà tỏa hương của chai Eau de Toilette này nè là trong vòng một cánh tay, và các bạn có thể lưu hương được trên đến tận là trên 5-6 tiếng luôn á, thì tùy theo cơ địa mỗi người ha. Thì hồi nãy Thảo cũng có chia sẻ là bản Eau de Toilette này các bạn có thể sử dụng tại vì mùi hương nó nhẹ hơn bản gốc, cho nên các bạn có thể sử dụng để mà đi hẹn hò vào buổi sáng nè, đi làm, đi cà phê, hoặc là mình sử dụng vào mùa hè trời nắng nóng cũng được luôn. Cho nên là các chị em cũng xem xét, nếu như mà mình có không thích về mùi hương của bản gốc thì mình cũng có thể lựa chọn bản Eau de Toilette này để mà sử dụng ha. Và như câu chuyện hồi nãy Thảo có chia sẻ về kỷ niệm mà ở dưới cửa hàng Nam Bộ Phương, Thảo đã được chứng kiến bởi một vị khách đó. Thì Thảo nghĩ là chai YSL này với thiết kế quá là đẹp mắt và cộng thêm mùi hương rất là quyến rũ và sang trọng, đúng là mùi hương của sự độc lập tự do luôn đó mọi người. Thì Thảo nghe bản thân Thảo cũng đã tậu một chai để mà sử dụng rồi, cho nên là Thảo nghĩ là sau khi xem chiếc vlog này, các chị em nào mà còn phân vân hay là còn thắc mắc gì về mùi hương của chai YSL này thì cứ mạnh dạn comment bên dưới, hoặc là mình cứ đến thẳng cửa hàng để mà trải nghiệm trực tiếp sản phẩm phiên bản mới nhất là Eau de Toilette này nha. Và đừng quên like, subscribe kênh Giải Trí Nam và Phim TV để đón xem nhiều vlog hay hơn từ bọn mình nha. Thì mình là Trần Thảo và cảm ơn, và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc vlog sau.